Này nóng anh ạ. Bắt được con nào chưa, để con quay cái đi. Từ đây ra chỗ rẽ ra đầu 10 đi đường nào gần nhất nhỉ? Đã. Từ đây rẽ ra chỗ đầu 10 là đường nào gần nhất? Em vào ấy nó vẫn phải 40 cây, 20 cây nữa. Mười mấy cây nữa thôi. Vâng. À ừ, em không phải người chủ nhà đúng không? Dạ. Cây này là cây và cái gì nhỉ, cái dân mình coi. Và mỗi cân à? Hai trái. Đi về, không ổn thì đi về. Mỗi cân không, bỏ cái cây này không ổn đâu. Hòa với lá nó không. Đông biết cái gì không? Cây này là cây có lá. Cái chiều này